Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết từ biên tập viên Hưng Liên ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Bão số 6 thì đang gây ra ảnh hưởng xấu của thời tiết ở trên biển. Vậy thì không biết rằng là bao giờ thì bão sẽ ảnh hưởng tới đất liền và mức độ ảnh hưởng của bão sẽ ra sao ạ? Vâng Quỳnh Nga, bão số 6 khả năng phải sau 2 đến 3 ngày nữa thì mới ảnh hưởng đến đất liền. Nhưng mức độ ảnh hưởng không quá lớn, có thể là không bằng cơn bão số 5 vừa qua. Bởi càng đến gần bờ thì bão càng suy yếu dần. Cụ thể là trong 24 giờ tới, nó có thể đạt cường độ mạnh nhất là cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Nhưng càng đi về phía đất liền thì bão lại càng giảm cấp, xuống chỉ còn là cấp 10 và sau đó chỉ còn là áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng biển Bắc miền Trung. Cùng với đó thì các nguồn ẩm lần này hội tụ không quá mạnh nên miền Trung lần này mưa bớt dồn dập. 3 ngày tới sẽ tạm giảm mưa, trời nắng nhiều. Khả năng là đến ngày 21 tháng 10 tới đây thì mới mưa và cũng chỉ diễn ra trong một ngày. Vùng mưa tập trung từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế. Với thành phố Hồ Chí Minh, tối và đêm nay ít khả năng có mưa. Vào sáng sớm mai thì hơi se lạnh khi nhiệt độ giảm dần xuống, thấp nhất là 23 độ. Thủ đô Hà Nội thì trời vẫn còn lạnh về đêm, nhất là ở khu vực vùng núi, Sóc Sơn và Ba Vì Sơn Tây. Nhiệt độ thấp nhất chỉ 20 độ. Những nơi khác trong đó có các quận nội thành thì nhỉnh hơn 21 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.